Kính thưa sư, cho con hỏi 30 35 mật bậc hạ trung thượng như thế nào? Con vào web nói thì nói về đấy như chỉ nói sơ qua về 35 mật. Ba la mật có 10 pháp, mỗi pháp chia 3 hạng. Barami thuộc tài sản, sự nghiệp và con. Upabarami thuộc về một hay nhiều bộ phận cơ thể, và Paramattha Barami thuộc về mạng sống. Sau đó trích chuyện Bồ Tát Bố Thí, xong còn lại chỉ nói sơ qua về các ba la mật khác, không có ví dụ nên con không rõ lắm. Và con chỉ hiểu bố thí bậc hạ là bố thí tài sản, trung là bố thí một phần cơ thể, thượng là bố thí sinh mạng của mình. Còn mấy ba la mật khác thì con mù tịch, và cũng tại con khá lười đọc kinh. Nên xem mấy web tóm tắt nói sơ qua nên không hiểu. Có gì xin sư giải thích rõ dùm, hay chích link dùm con. Lười là không có thuốc chữa nghe. Lười là không có thuốc chữa. Bây giờ quý vị lười đọc kinh, mình kêu sư đưa kinh cho quý vị đọc, quý vị đọc kiểu gì? Hả? Xin thưa là 30 cái ba la mật á, gồm có 10 ba la mật chia nhân cho bậc hạ, bậc trung, bậc thượng là 30. Thì toàn bộ các ba la mật đó được nói tới ở trong hạnh tạng của tiểu bộ. Đã được dịch rồi, đã được Ngài Chánh Thân Ngài dịch rồi. Cho nên là muốn coi các ví dụ như quý vị nói, ví dụ như là xuất gia ba la mật, rồi trí tuệ ba la mật, rồi quyết định ba la mật, rồi vân vân và vân vân, thì vui lòng mở quyển hạnh tạng ra để mà xem. Đó là ví dụ cho đầy đủ nhất. Còn theo quan điểm của sư, và sư chịu trách nhiệm cho quan điểm của mình, là ở trong hạnh tạng dù sao đi nữa thì cũng chỉ nói một phần thôi, chứ không thể nào nói hết được. Bởi vì Đức Phật vung bồi, Ngài Bồ Tát Ngài vung bồi ba la mật là 20 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp, thì làm sao kể cho hết được. Cho nên là chỉ gom một số gọi là đại diện thôi. Chứ còn cái gọi là ba la mật theo cá nhân của sư ha, thì đó là tất cả các thiện nghiệp với mục đích hướng đến sự giác ngộ giải thoát, thì đó gọi là ba la mật. Và nó chia ra làm ba bậc, là bậc hạ, là mình sẽ làm các thiện pháp dù cho mình phải hy sinh tài sản mình vẫn làm. Bậc trung là mình sẽ làm tất cả các thiện pháp hướng đến sự giải thoát giác ngộ dù cho mình có phải hy sinh một phần thân thể mình vẫn làm. Và bậc thượng là mình sẽ làm tất cả các thiện pháp hướng đến sự giải thoát giác ngộ dù cho mình có mất mạng mình vẫn làm. Thì đó là định nghĩa tóm tắt của sư về 10 bậc ba la mật. Và chắc có lẽ này cũng không có gì, cho nên chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.